Các em thân mến, hôm nay mời thầy dạy nốt cái bài này để giúp chúng ta biết được làm cái những cái chuyển động của từng cái phần bên trong một cái slide. Thì ví dụ như chỗ này các em muốn cho cái dòng chữ này nó chạy, các em vào animation, các em chọn slide. Đấy, và chúng ta đặt thời gian cho nó sau cái tích. Rồi cái này cũng vậy, các bạn chọn đây chẳng hạn, các bạn chọn này, các bạn sẽ là trong thời gian là bao nhiêu, các bạn đặt trễ lên. Đấy, đây là trễ nhé, đây là thời gian chạy. Đấy, hình ảnh này các bạn có thể cho chọn này. Đấy, rồi các bạn chọn này, tương tự thế, những hình này cũng vậy, các bạn cho nó chạy như vậy cho thầy. Đây là thầy lấy của một bạn ra, bài này của một bạn đã làm đúng không. Đấy, các bạn chỉnh như thế nhé cho nó đẹp để cho chuyển động như trước. Đấy, chuyển động các bạn cứ vào animation các bạn nhé. Còn cái chuyển động kia là chuyển động khác, chuyển động kia là chuyển động thời gian theo một cái mình buộc. Chuyển động này là cho sẵn thì các bạn nhấp vào đây, các bạn cho nó chuyển động cho thầy đó nhá. Rồi tiếp tục đến đây, các bạn phải chọn từng phần chữ một, gọi là well chẳng hạn. Đó, chuyển động nó quay tròn thế này, và chúng ta cho cái phần delay lên cao, cho phần đuôi sườn lên cao. Đấy, vân vân. Thế còn những cái phần section này các bạn nhớ chú ý là chọn là cho thầy là gname phần 3 chẳng hạn. Đấy, section nhá. Thế còn cái chỗ ví dụ như là đấy phần 3 này, đấy, trong đây rồi. Còn những cái chỗ này các bạn chú ý cho thầy. Rồi cho nó thời gian nó tăng lên. Nhớ chưa? Tăng lên nhá. Đó, đấy là những cái mà chúng ta cần chú ý nhất thầy. Rồi còn đây là phần trigger thì on là kích, rồi do tức là cái sự kiện chúng ta là do kích hay là title hay vân vân, thì sau cái gì đấy thì chúng ta sẽ dùng nó. À, ví dụ như chỗ này. À, chọn này chúng ta sẽ chọn buộc đúng không. À, đây là sẽ nhảy nhá. Cho đến cái này rồi các bạn sẽ chọn ví dụ như chọn cái này trigger on click cái title 11 là cái này. Đó. Thì sau cái này thì chúng ta sẽ dùng những cái này kia ta hỏi, người ta hỏi làm chuyển động thì các bạn nhớ cho thầy. Đó. Rồi nó chạy như thế. Cái này thầy nói thêm các bạn nhớ. Đây là cái phần hôm trước thầy vẫn chưa nói hết đúng không. Rồi chú ý word này, chú ý thi thì chú ý các hàm sum này, average này, cao này, cao if này, cao if s này, sum if này, sum if s này, đề cao này, đi sum này, đề sum này, đề average này, về lúc up này, hát lúc up này, if này, hàm tham, hàm now, vân vân. Các em phải ôn lại cho thầy nhé. Rồi cái bài này các bạn chú ý, rồi các bạn chú ý cho thầy cái layout này. Layout quan trọng, người ta hỏi layout gì thì chúng ta phải chọn. Ví dụ người ta bảo tạo nhiều layout compare thì chúng ta tạo layout này compare, nhớ chưa. Người ta hỏi cái gì thì mình sẽ tạo layout đấy. Ví dụ layout này là chúng ta áp dụng layout gì thì chúng ta phải chú chọn là section header. Đây là cái phần chúng ta chèn màu nó lên đây rồi đúng không. Tức là chúng ta có thể chọn như thế.